Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú khỉ đầu chó đang đưa trèo trên cây nhé. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này. Mình sẽ sử dụng cái bút chì màu nâu này để tô màu cho cái màu lông của chú khỉ đầu chó này nhé. Quần của người ông thì mình sẽ sử dụng màu xanh dương nhưng mà đậm hơn. Mình sẽ sử dụng màu nâu để cho màu trở nên rảnh và lấy là âm nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cho những chiếc lá cây lá trên cây này nhá. Mình sẽ sử dụng màu tím để trang trí cho chiếc ghế mà người đàn ông đang ngồi nhé. Và bức tranh thì người ông đang ngồi nói chuyện cùng với người cháu này đã được người tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những video tô màu và bức tranh được mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye. Tiếp theo là mình sẽ tô màu nâu cho cái phần màu nâu đậm hơn cho cái phần cành cây này nhé.
Và video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.